Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang có hai con điện thoại là con Samsung Quantum 2 và cái con LG V60 nha các bác. Thì nay em sẽ thử so sánh cái màn hình của hai con này xem như thế nào nha các bác. Thì cái con Quantum 2 này này, nó có cái độ phân giải lên đến 2K nha các bác. Đây. Em đang để chế độ là sáng hết rồi nhé. Và chế độ màn hình này là tự nhiên nha các bác. Đấy. À, nói qua về cái con này, chế độ tự nhiên ấy, thì màn hình nó sẽ hơi ám vàng hơn nhé. Còn nếu mà để chế độ sinh động như này này thì nó sẽ đẩy cái màu lên một chút và nó sẽ không còn ám vàng nữa. Đấy, và có thể điều chỉnh được nhiều thứ nữa. Tuy nhiên thì hai con này em để tự nhiên hết nha các bác. Đó. Và đây, độ phân giải em để là cao nhất rồi, 2K nha các bác. Đó, còn cái con V60 thì nó chỉ có Full HD thôi. Và em cũng để là tự nhiên nha các bác. Đây. Đây, màu tự nhiên nha các bác. Đấy. Ở con V60 thì nó có nhiều cái chế độ để hơn nữa, cho nên là thôi cứ để tự động hết nha các bác. Ok. Và con này cũng màn hình là sáng hết cỡ rồi nhá. Ok, để em sẽ mở cái clip. Em sẽ cho nó ngang ra. Cả con V60 cũng thế. Em sẽ cho nó ngang ra nha các bác. Ok. Em sẽ cho nó về đầu. Rồi. Rồi, ok, em sẽ bắt đầu chạy nó xem thế nào nhé. 1, 2, 3. Rồi, tắt điện đi. Rồi, ok các bác. Khá là cần rồi đấy. À, nhân tiện em cũng nói là cái clip đã quay bằng một con máy Nikon Z50 nhá. Một con crop chứ không phải quay bằng điện thoại đâu. Cho nên nó cũng phản ánh được khá là thực tế. Thực ra thì nhìn ở trên trực tiếp ở trên điện thoại thì em thấy nó cũng xem nhau thôi. Nếu hai con này nó gần gần như xem nhau các bạn. Không, em chưa nhận thấy sự khác biệt gì. Để tí nữa xem những cái màu đỏ đỏ xem là thế nào. Có vẻ màu con V60 nó đậm đậm hơn một chút. Đây, cái màu đỏ đây này. Cái màu đỏ này thì em cũng thấy thế. Thực sự là nó khá là xiêm nhau các bạn. Gần như là không thấy sự khác biệt. Gần như không thấy sự khác biệt các bạn. Nhưng cảm giác thì con V60 nó vẫn đậm màu hơn một chút xíu thôi. Phải là nhìn trực tiếp em mới cảm nhận nó hơi hơi một chút thôi. Cả cái màu này cũng thế, nó
vẫn xem xem nhau lắm. Qua mấy ngày em dùng cái con Quantum 2 thì em thấy là cái đáng tiền nhất của nó là cái màn hình các bạn. Nó cái màn hình là 120Hz và cái thiết kế màn hình ấy, nó là cái dạng đục lỗ ấy. Trông nó rất là cận cao cấp ấy, nó rất là thanh thoát nha các bác. Cầm nó sướng lắm, nó sướng hơn con V60 rất là nhiều. Cầm nó không kiểu nó không rẻ tiền ấy. Chỉ mỗi tội là cái nắp lưng của nó bằng nhựa thôi, thì cần không xương mấy thôi, chứ còn về cái mặt trước thì rất là ưng luôn nha các bác. Đấy, hình như là nó mang nguyên cái thiết kế mặt trước từ con S21 xuống nha các bác, cho nên nó rất là đẹp luôn. Chỉ tội là chip của nó là chip 855 cộng thì yếu hơn V60 một chút, nhưng mà lại khỏe hơn con V50, pin thì chỉ có 4.500 thôi, nhưng mà cũng thấy ổn, pin rất là ổn luôn các bạn. Em thấy là nếu như mà so sánh về giá tiền thì đương nhiên là cái thương hiệu của Samsung thì nó vẫn đắt tiền hơn, nhưng mà cầm nó vẫn em thấy nó vẫn có giá trị. Nhưng mà nếu mà thực dụng thì vẫn nên chọn V60 các bạn. V60 nó vẫn có nhiều cái để mà sử dụng hơn. Rồi ok các bác, thì cái clip nó hết rồi. Theo đánh giá của đấy anh em nhé, thì em thấy là hai con này nó xem nhau thôi. Nếu mà sẽ xem cái clip này thì nó xem nhau thôi. Và nếu mà để mà lựa chọn một con nào mà thích hơn thì em lựa chọn cái màn hình của con V60 nó thích hơn một chút nhé các bác. Đấy, tùy các bác, mắt mỗi người mỗi khác mà, cho nên em cũng không biết đâu được. Rồi ok, chào các bác nhé.